chính là màu đen nha mọi người nè người ơi. Quá chừng là ngọt luôn mọi người. Rồi, thế giới cây nho xin chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay em sẽ cho mọi người xem cái dàn nho Belly, quả chín rất là ngọt và rất là đen nha mọi người. Thì mọi người theo chân em nha. Rồi, em xin chào cả nhà mình nha. Đây là cái vườn nho Belly mọi người. Đó mọi người xem nè, trái của nó mọi người chín đen và rất là ngọt và rất là thơm luôn. Nãy giờ em thử mấy quả rồi. Trái ở đây mọi người ăn ngọt và thơm nha mọi người. Đó, mọi người thấy một cái cành nè mà nó cho nè, một nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gần cả chục chùm luôn mọi người. Một cành mẹ nó cho ra mấy cành con, mấy cành con đều mang một chùm, một cành hai chùm hết. Đó quả đây nha mọi người. Đây là giống nho Bailey và giống nho này anh chị em mình trồng sân thượng rất là thích luôn. Đó anh chị em mình trồng sân thượng rất là thích. Nhiều anh chị trồng trên sân thượng chùm lên đến gần 1,5 kg luôn mọi người. Đó như hiện tại mọi người xem á, như mọi người xem cái vườn nho này thì có chùm nó sẽ rơi vào gần 1,5 kg. Đó mọi người thấy không, chùm này nè to nè mọi người, thấy không? Trái to và ngọt, giống này ăn rất là ngọt và thơm luôn mọi người. Đây ăn rất là ngọt và thơm trái nó đây nha mọi người. Đó mọi anh chị em mình cứ hay nhắn tin cho em hỏi là quay cho mọi người xem cái giống nho mới, giống nho kẹo, giống nho Bailey để mọi người xem và tham khảo để trồng du lịch đó. Thì đây là nó nha mọi người. Mọi người thấy không, một cành con mà cho đến 4 chùm quả rất là to, trái chín màu đen rất là ngọt. Hiện tại thì vườn đây khoảng cỡ là 15 ngày đến 20 ngày nữa là sẽ cho thu hoạch. Đó, rất là ok luôn nha mọi người. Trái nó đây mọi người, rất là ngọt, chùm rất là to, trái ngọt chùm to. Đó. Các cái yêu cầu mà các anh chị mà về cần trái ngọt nè, sớm trái nè, quả chín màu đen nè và dễ trồng á, thì mọi người đã xem đúng cái video này rồi. Thì đúng là giống nhau mọi người đang cần luôn mọi người. Đó, chùm quả nó nha mọi người. Loại này thì rất là sai trái đó, mọi người xem nè. Rất là sai trái luôn nha mọi người. Đó, rất là sai trái. Mấy giờ thời tiết ở em Ninh Thuận đang rất là mưa, nhưng mà giống này thật đặc biệt, khác bệnh rất là tốt. Quả thì không có nước quả gì hết, lá thì không có bệnh. Mọi người thấy không, em phải buộc như thế này để đỡ nâng đỡ nè. Mọi người thấy nè, một cành như thế này mà nó mang 2-3 chùm quả luôn mọi người. Đó đây mọi người xem. Đó em ôm cả vòng tay của em luôn, trái rất là to luôn mọi người. Thì khoảng vài hôm nữa thì em sẽ quay thêm cho mọi người xem về cái giống nho này để mọi người rõ hơn nha. Chùm của nó đây mọi người, chùm nó to hơn nho kẹo, trái cũng ngọt, ăn rất là thơm, rất là thơm luôn mọi người. Nho này chín màu đen nha mọi người, như thế này đó. Chín màu đen, ăn rất là ngọt. Chùm trái đó nha mọi người. Đó thì anh chị em mình cùng ngắm nho nha. Đó, cây giống thì bên em đã bán và gửi đi các anh chị rất nhiều. Như cái chùm này mọi người thấy nè, một chùm nè, mọi người thấy không, cái cuốn nó nè, một chùm của nó nè, chia thành hai chùm luôn, rất là đẹp, rất là bắt mắt luôn anh chị à. Đêm nào thì vườn cũng ngủ tại đây để trông giữ nho nha, tại vì có nhiều khi là ăn trộm người ta hái á mọi người. Đó mọi người thấy nè, đồng thời đây là những cái lưới để bao chim á, chim nó khỏi ăn, nó khỏi phá. Đây là những cái chùm mà những cái cây mà nó lên chậm á, rồi bắt đầu cắt tạo cành thì nó lên trái chậm nha. À, trái chín nè mọi người. Đó.
Cái anh chị mà ở đang ở tại vườn như thế này thì mọi người xem thiệt là mọi người rất là ghiền luôn. Vì cái lượng trái của cái giống này rất là nhiều. Chín màu đen thì rất là bắt mắt luôn anh chị ạ. À, hết mọi người thêm. Quả rất ngọt luôn. Đó, đang chín tới nè mọi người. Em thử một trái mọi người xem nha. Thế giới cây nho xin kính chào quý khách. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn và tin tưởng. Chúng tôi là địa chỉ uy tín chuyên sản xuất và cung cấp sỉ và lẻ cây nho giống các loại: nho đỏ, nho ngón tay, nho kẹo, nho mẫu đơn, nho xanh, cây táo thái da xanh. Ngoài ra còn cung cấp phân bón và thuốc chuyên cho nho, táo, hoạt động với phương châm năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đến với thế giới cây nho, quý khách sẽ được tư vấn kỹ thuật trồng và chăm sóc, hỗ trợ vận chuyển, giao hàng toàn quốc nhanh chóng với giá thành hợp lý. Hotline 0568 583 707, địa chỉ Phước Khánh, Phước Thuận, Ninh Phước, Ninh Thuận. Thế giới cây nho, trao chất lượng, nhận niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn. Đó, đây là cái vườn nho Bailey á mọi người, gọi là mẫu đơn đen á, mút cách Bailey á mọi người. Trái nó nè mọi người. Đó, trái nó nè. Rất là đẹp mà bắt mắt. Đó, chính là màu đen nha mọi người. Nè. Người ơi. Quá chừng là ngọt luôn mọi người. Đó. Rồi và em sẽ hẹn mọi người ở những clip sau nha. Khi mà vườn nho này về bữa khoảng chín lên màu đen một tí nữa em sẽ quay cho mọi người xem nha mọi người. Rồi em xin chào các anh chị nào có nhu cầu mua cây giống hoặc tư vấn thì cứ liên hệ vào 0568585 707 thì em sẽ chia sẻ và tư vấn cho mọi người nha.